cho một số anh chị cùng lên lịch các Chúa. Tôi được phép đọc lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký đoạn 8 từ câu 15 đến đoạn 9 câu 7. Xin mời các đồng đứng lên như lại lời Chúa. Xin mời tất cả các đồng đứng lên. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng: Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các cháu ngươi, hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi, nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sinh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy Noe cùng vợ người và các con và các dâu người ra khỏi tàu, các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bài của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng gì loài người mà đũa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người mà phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cái đầy dẫy trên mặt đất, các loài vật ở trên đất, các loài chim trời và các vật hành động trên đất cùng các cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì đều dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ quả xanh, song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người. Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Vậy các ngươi hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Đó là lời Chúa. Xin mời tất cả đứng dậy cùng sư phụ. Lạy Chúa, chúng con kính cẩn đến với lời của Chúa. Xin Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Con kính dâng thì giờ quý báu này trong sự đại trị của ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài mở lòng mở trí chúng con tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Kính mời quý vị đồng an ngồi. Chúng ta đã học lời Chúa trong những tuần trước nói về cái sự hủy diệt của Đức Chúa Trời đối với con người khi con người phạm nhiều cái điều hung ác. Và cái sự hung ác đó nó đầy dẫy khắp đất. Và Đức Chúa Trời đã quyết định hủy diệt con người bằng một cơn đại hồng thủy. Mà ngày hôm nay trên cả thế giới đều ai cũng biết được rằng cái thế giới này đã một lần bị hủy diệt bằng cơn đại hồng thủy đó. Và cái bộ phim trình chiếu cơn đại hồng thủy đã được những cái nhà làm phim họ dựng ra cái hình ảnh này để cho chúng ta biết rằng con người đã có lần trải qua một cái sự kinh khủng như thế này. Bài giảng của chúng hôm nay sẽ tiếp tục với cái loạt bài đó và với tựa đề là khởi đầu mới. Tại sao gọi là khởi đầu mới? Là tại vì đã có một cái khởi đầu. Và cái khởi đầu đó đã chấm dứt. Hay nó có một cái trở ngại, nó có một cái trục trặc nào đó. Mà bây giờ có một cái khởi đầu mới. Chẳng hạn như là chúng ta thấy các em mà ngày hôm nay đi học vào trong học đường có một cái tấm bảng. Mà cái tấm bảng đó bằng mét mịt. Cái tấm bảng nhỏ màu đen như này mà tôi nhớ hồi xưa mình còn đi học ở trong cái lớp tiểu học đó thì mình trong cặp mình đều phải có cái tấm bảng nhỏ. Và mỗi lần mình viết phấn như vậy đó là mình phải có bôi. Nhưng mà bây giờ không có bôi vậy. Cái tấm bảng là mình có viết gì cho mình gạt qua một cái là nó clear hết cái đó là mình viết lại. Và mỗi lần chúng ta gạt để clear hết đó, để có một tấm bản hoàn toàn là blank đó, là không có chữ gì trong đó đó, thì được gọi là khởi đầu mới. Đức Chúa Trời đã clear hết tất cả những cái gì ở thế gian này mà Đức Chúa Trời đã dựng nên để Ngài cho một cái khởi đầu mới. Và cái khởi đầu mới đó nó bắt đầu từ
từ gia đình của Noe. Cái khởi đầu đầu tiên là con người, rồi Đức Chúa Trời đã dẫn con người vào trong vườn Eden, và cái khởi đầu của con người phạm tội đó, con người mà khởi đầu tiên đó là Adam và Eva. Cho nên cái loạt bài mà tôi đã giảng qua cái phần trước đó là gia đình của Noe là con cháu còn lại của gia đình Adam và Eva. Và sau khi Đức Chúa Trời hủy diệt cái thế giới này bằng nước rồi đó, tất cả đều hủy diệt ngoại trừ gia đình của Noe. Gia đình Noe có 8 người, gồm có ông bà Noe, vợ chồng Noe, 3 đứa con trai và 3 đứa con dâu. Ở trong cái phân đoạn từ câu 15 của đoạn 8 cho đến câu 7 của đoạn 9 cho chúng ta biết một cái khởi đầu mới. Khi Noe ra khỏi tàu, Đức Chúa Trời phán cùng Noe rằng hãy ra. Khi Noe vào tàu thì Đức Chúa Trời cũng phán với Noe rằng hãy vào. Rồi đóng cửa tàu lại. Là ai là người đóng cửa tàu? Đức Chúa Trời. Và bây giờ Đức Chúa Trời cũng mở cửa tàu ra. Cái gì Đức Chúa Trời đã đóng thì không ai mở được. Và khi Đức Chúa Trời đã mở thì cũng chẳng ai đóng được. Cho nên chúng ta thấy Noe là một gia đình mà Kinh Thánh ghi rằng đối với Đức Chúa Trời là gia đình được xưng công bình trước mặt Chúa. Xưng công bình là tại sao? Là tại vì Noe vâng phục Chúa hoàn toàn. Và Đức Chúa Trời phán với Noe ra khỏi tàu: ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi hãy thả ra với các ngươi mọi vật sống của xác thịt ở cùng ngươi nào trên đất, hầu cho chúng nó sanh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy Noe cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim trời cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Đây là một cái khởi đầu mới. Cái khởi đầu đầu tiên Đức Chúa Trời đã làm nên cái thế giới này có ngày, có đêm, có vì sáng, rồi có mặt đất, rồi có nước. Rồi Đức Chúa Trời dựng nên con người theo hình của Ngài và Đức Chúa Trời phán hãy sanh sản. Bây giờ sau khi Đức Chúa Trời đã clear out cái đó rồi thì Ngài làm một cái khởi đầu mới. Con người đã có sẵn, mặt đất có sẵn, những cái con vật này có sẵn, và Đức Chúa Trời bảo Noe phải đem vào trong tàu để mà cứu cái sự sống của nó. Đức Chúa Trời đã một lần hủy diệt tất cả những cái loài vật ở trên cái thế giới này, và một mình gia đình của Noe còn sống. Vậy thì cái câu kế tiếp của đoạn 8 và câu 20 nói rằng Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bài của lễ thiêu dâng trên bàn thờ. Ở đây chúng ta thấy ngày hôm nay cuộc đời theo Chúa của chúng ta đó, những cái người mà theo Chúa ngày hôm nay mà chúng ta nghe nói là lập bàn thờ là chúng ta sẽ dị ứng. Đúng không? Trong nhà chúng ta có bàn thờ không? Có bàn thờ. Phải không? Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Tôi đã giảng nhiều lần, người Việt Nam của chúng ta đó, ở ngoài sân có một cái bàn thờ và ở trong có một cái bàn thờ. Ở ngoài sân cái bàn thờ đó lộ thiên, được gọi là bàn thờ ông thiên. Và ở trong nhà có bàn thờ gọi là bàn thờ ông bà. Và tôi có lần làm chứng, tôi nói, tôi hỏi ba tôi là tại sao cái bàn thờ ông thiên để ngoài mưa gió te tui vậy ba? Thì ba tôi nói rằng bàn thờ ông thiên đối với người Việt Nam của chúng ta đạo lương đó, là người ta nghĩ rằng nếu cái người nào đến gia đình của mình mà chưa có thắp một nén nhang cho ông trời đó, thì họ có thắp nén nhang cho ông bà mình cũng bằng thường. Và lúc nào người Việt Nam cũng nương dựa vào ông trời. Ông trời ở trước cửa, cái bàn thờ ông trời trước cửa đó, thì người ta nghĩ rằng không có ma quỷ nào, thần thánh nào khác mà dám bước vô trong nhà của người ta hết. Vì Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ, ông trời là đấng bảo vệ cái gia đình này. Rồi ở trong cái nhà đó thì có cái bàn thờ ông bà đó. Và người Việt Nam chúng ta là một trong những người mà có thể nói rằng cái sự thờ phượng hay là hiếu kính ông bà hay là thờ trời đứng hàng đầu. Cái nếu mà nói về kính sợ ông trời và sợ cái sự phạt ông trời của ông trời đó, quý vị, người Việt Nam mình là kính sợ trời và sợ nhất cái sự xử phạt của ông trời. Vì vậy mà nhân gian ta có câu rằng người hại không chết mà trời hại thì mới chết. Người Việt Nam mình rất là sợ trời. Và Noe đã từng trải qua những cái việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho cái thế giới này.
Nếu như một ngày nào đó mà Đức Chúa Trời hủy diệt cả cái thế gian này để một mình gia đình của anh Lê Quý Diệu sống thì anh để quý vị ở đây thì sao? Hả? Mình thấy kinh khủng không? Thành ra mình khi mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh này, mình sẽ biết được cái sự kinh khủng của Noe như thế nào. Ông đi vô trong tàu rồi ông thấy mưa gió rồi người ta lội lình mình ở ngoài nước, rồi người ta chết, rồi tất cả mọi người đều chết, và nước dâng lên ngập như vậy 150 ngày, chết hết rồi. Bây giờ mọi thứ đều xong và gia đình của Noe bước ra khỏi tàu, còn cái gì nữa mà không tôn thờ Đức Chúa Trời, đúng không? Cho nên cái việc đầu tiên mà Noe ra khỏi tàu, mà Noe làm là lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Ngày hôm nay chúng ta không có lập cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va trong nhà chúng ta. Chúng ta không có lập cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va ở trong ngôi thánh đường này. Nhưng mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng cuộc đời của chúng ta, thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết ơn Chúa cả cuộc đời của chúng ta, cả cái thân thể này, cả cái cuộc sống này, chứ không phải chỉ mình nói cái nhà thờ nó mới có một cái bàn thờ nó mới linh, hay là mình làm một cái bàn thờ trong nhà mình nó mới linh. Nhưng mà cái bàn thờ này là cái bàn thờ di động thưa quý vị, có nghĩa là cuộc đời chúng ta nó đi tới đâu nó cũng đem lên cái bàn thờ và nói lên cái sự yêu thương, cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời, để chúng ta chứng minh cho mọi người biết được rằng ngày hôm nay tôi còn có thể sống động và có là bởi ơn thương xót của Chúa. Và chúng ta dùng cái cuộc đời của mình, những cái gì mà Đức Chúa Trời đã làm qua cuộc đời của mình để chúng ta nói về Chúa, chứ chúng ta không có nói với người thế gian là lợi con cái nhà tôi có bàn thờ bự lắm, và cái bàn thờ nó mất tiền cỡ nào, nó bự như thế nào đó, là chứng tỏ rằng cái nhà này họ kính sợ ông trời. Cái điều đó không có đúng. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cuộc đời của chúng ta, và cuộc đời của chúng ta là một cái lời chứng hùng hồn để cho mọi người biết được rằng chúng ta biết ơn Chúa. Tôi thường làm chứng với các con cái của Chúa, đáng lẽ tôi đã chết lâu rồi. Nhiều lần trong cuộc đời của tôi, cái sự sống của tôi giống như là ngàn cân treo sợi chỉ hay là sợi tóc rồi. Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống còn tới ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay sở dĩ tôi còn sống là vì tôi có thể bắt chước cái lời nói của Chúa trong các thi thiên và châm ngôn, để nói rất là mạnh mẽ và hùng hồn rằng tôi sẽ không chết đâu. Tôi sẽ sống để thuộc lại những công việc của Đức Giê-hô-va. Nghĩa là khi chúng ta sống để chúng ta làm gì? Sống để không phải để chúng ta trải qua cái chết rồi chúng ta tự hào là vì chúng ta nhờ chúng ta giỏi lái chiếc tàu qua biển giỏi, hay là chúng ta vượt rừng giỏi, hay là qua bao nhiêu thử thách mà bây giờ chúng ta cũng còn là nhờ chúng ta giỏi. Không phải quý vị, mà tác giả Thi Thiên nói rằng tôi sẽ thuộc lại những công việc của Đức Giê-hô-va. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi nay là người thể nào là bởi ơn thương xót của Chúa. Sứ đồ Phaolô được mệnh danh là thánh đồ, là sứ đồ, là thánh Phaolô. Nhưng mà ông còn có thể nói rằng ngày hôm nay tôi được như thế nào là bởi ơn của Chúa. Và Noe ông ra khỏi cái con tàu đó, ông quỳ gối, ông lập một cái bàn thờ cho Chúa. Và ông có thể nói rằng Chúa ơi, tôi nay là còn sống sót, gia đình này còn sống sót, những cái con vật này còn sống sót là bởi ơn thương xót của Chúa. Tôi cũng không có tốt hơn những cái người đã chết ở trong cái trận đại thị kia, nhưng mà bởi ơn thương xót của Chúa, cho nên Noe đã lập một cái bàn thờ và bài của lễ thiêu trên bàn thờ ấy. Rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết về mùi thơm của các cái của lễ nó bay lên phần Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời phán rằng Đức Chúa Trời Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Trời hưởng lấy mùi thơm của lễ thiêu đó và nghĩ thầm rằng ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh của loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Bây giờ tâm tánh của loài người còn xấu xa không quý vị? Quá nhiều luôn, trong đó có tôi. Như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cái thế giới này bằng nước lần nữa không? Không, không có. Vì sao? Vì chúng ta cảm ơn Chúa. Vì Chúa đã thấy được cái tấm lòng của con người. Tấm lòng của con người thật sự là xấu xa. Nhưng mà Đức Chúa Trời tìm được ở trong cái con người còn lại của gia đình Noe này một cái tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, biết ơn Chúa.
Mình làm cái gì ngày hôm nay là tại vì mình bởi lý do là mình biết ơn Chúa. Hỏi bây giờ mình xưa qua các phước đi hầu với Chúa bởi vì gì vậy? Tại sao mà ông đi hầu với Chúa vậy? Ta biết ơn Chúa. Quý vị đến đền thờ này để chúng ta hầu với Chúa là tại sao vậy? Đến để cho cái nhà thờ của ông các phước nó đông hơn được chút không? Không, là tại vì chúng ta biết ơn Chúa. Chúa thấy cái tấm lòng của chúng ta. Cái bàn thờ mà Noe đã lập cho Đức Chúa Trời là cái một cái bàn thờ của một cái khởi đầu mới. Ở trên cái bàn thờ đó mang tất cả những cái tâm tư, những cái nguyện vọng và cái sự biết ơn của Noe là một người trưởng gia đình đối với Đức Chúa Trời và cầu khẩn cho gia đình của mình, cầu khẩn Chúa cho gia đình của mình. Bởi cái đó, cái bàn thờ ở trong cuộc đời chúng ta hay là cái bàn thờ mà chúng ta dâng lên cho Chúa những của lễ thiêu, những của lễ dâng hiến hay tất cả những gì chúng ta làm đó phải được lòng trong ba chữ là biết ơn Chúa. Vì biết ơn Chúa mà chúng ta làm, cho nên khi chúng ta nãy tôi có đề cập tới cái vấn đề hòa thuận lại cùng Đức Chúa Trời đó quý vị, chúng ta có thể làm mọi sự cho Chúa, chúng ta có thể làm một sứ quản nhiệm, chúng ta có thể làm chấp sự, chúng ta có thể làm tín hữu, chúng ta có thể làm trưởng ban chứng đạo, làm trưởng ban trường chủ nhật, chúng ta có thể làm trưởng ban nhạc, chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta làm trong hội thánh, chúng ta phải biết rằng Chúa muốn dùng chúng ta sau khi Chúa cứu chúng ta và chúng ta trở thành kẻ nô lệ của Đức Chúa Trời. Kẻ nô lệ của tội lỗi thì làm ra những cái việc tội. Kẻ nô lệ của Đức Chúa Trời phải làm ra những sự yêu thương. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Nếu chúng ta làm nô lệ cho tiền bạc thì nó ra bao nhiêu là tội lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta làm nô lệ của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ chỉ sống với tình yêu thương mà thôi. Và thật sự nếu con cái Chúa mà chúng ta không có tình yêu thương, làm sao chúng ta nói rằng, mở miệng chúng ta nói rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời được? Noe biết ơn Chúa, Noe ra khỏi tàu với một cái tấm lòng biết ơn Chúa. Và bởi cái tấm lòng biết ơn Chúa đó, ông đã lập một cái bàn thờ. Và bởi cái tấm lòng đó mà Đức Chúa Trời cảm thấy Ngài cần phải thay đổi. Ngay cả cái hành động của Noe đã làm Đức Chúa Trời thay đổi cái quyết định của mình, thay đổi cái suy nghĩ của mình. Và Đức Chúa Trời, cho thánh ghi là Đức Chúa Trời nghĩ thầm rằng: ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì dường như nó công bình. Cái loài người này mà cứ quỳ loài người mà rủa xả đất, quỳ loài người mà rủa xả đất thì có lẽ là cái thế giới này không có tồn tại. Quý bà hay là quý ông mà chúng ta làm việc gì đó, quý ông thì làm việc trồng án rồi búa đẻo rồi nhiều hơn, rồi lỡ mình làm cái gì mà cái búa nó quánh vô tay mình có chửi cái tay mình không? Mình có chửi cái tay này không? Hả? Giận đúng không? Nhưng mà rồi giận gì giận rồi, cái búa đang quýnh vô cái tay này thì cái tay này mà lỡ mà quýnh cái búa vô đúng cái tay này thì cái tay này có cầm tiếp tục cái búa để quýnh không? Không, nó sẽ dùng cái búa xuống và nó sẽ chụp cái tay này là đủ mọi thứ, là ngâm nước đá rồi làm này dọn rồi. Để như vậy cái tay này á là nó biết cái lỗi của nó, mặc dầu nó chỉ có một cái đầu điều khiển thôi, nhưng mà tại vì nhiều khi nó năng nổ trong công việc quá đó, đùng làm lẹ rồi quýnh vô cái đinh, không quýnh vô cái tay mình. Thì cái chuyện đầu tiên là cái tay này nó phải biết bỏ cái búa xuống, và nếu có chảy máu nó tìm cách để nó rửa vết thương. Và làm bây giờ cái tay này đau quá nó đâu có tự làm được, cái tay này nó phải làm. Và cái đó quý vị, nó là hình ảnh của cái sự yêu thương trong thân thể của Đức Christ. Chứ không phải cái tay này nó đỡ lỡ bị cái búa này quýnh vô rồi cái này nó tìm cái rác chạy nó tìm cái búa nó quýnh là cái tay này. Không ai mà dạy dột đi làm cái chuyện như vậy, đúng không? Mà cái đó nó xảy ra ở trong cái xã hội này vì họ không biết được rằng họ là những con người dưới Chúa Trời dựng hết. Những cái chuyện này nó xảy ra trong hội thánh của Chúa, trong gia đình của những người theo Chúa là tại vì họ không có biết ơn Chúa. Họ không có đặt Đức Chúa Trời lên trên hết trong cuộc đời và chức vụ cũng như là cái con đường mình theo Chúa. Mà là cái gì là làm cho nó đã giận mình, làm cho nó được nước làm để cho thỏa lòng
Nhưng mà thưa quý vị, điều đó đó nó đã sai rồi. Nó sai rồi. Nghĩ cả Đức Chúa Trời mà còn nghĩ thầm rằng không có ruộng xả đất nữa. Bây giờ mình thương, mình nói rằng mình thương con người mà mình rủa xả đất rồi, nó lấy cái gì nó sống? Cho nên Đức Chúa Trời nói rằng thôi, cái tâm tính của nó là xấu luôn. Kể nó thôi, bây giờ ta chỉ ban phước cho nó thôi. Và kể từ đó đến sau này, Đức Chúa Trời Ngài chỉ ban phước và tình yêu của Ngài đổ xuống một chiều mà thôi. Tình yêu của Chúa đổ xuống cho con người một chiều, cho đến nỗi một cái lúc mà Đức Chúa Trời chịu không nổi về cái tội lỗi con người, mà Ngài nói rằng chỉ còn một cách là ta phải xuống làm người để ta chết cho tội lỗi của nó. Một cái sự hy sinh vô bờ bến, thưa quý vị. Ai làm được cái việc này? Mà bây giờ chúng ta mệnh danh là những người thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta theo Chúa, mà chúng ta không biết yêu thương nhau, bây giờ ai yêu thương mình? Chính Đức Chúa Trời đã yêu con người, và Noe đã kinh nghiệm được cái điều đó. Cho nên Đức Chúa Trời đã bởi cái tấm lòng của Noe, bởi những cái thức hương có mùi thơm từ bàn thờ mà Noe đã làm đó quý vị. Nó bay, nó thơm lên Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời thấy được cái tấm lòng của Noe. Bây giờ những cái cuộc đời của chúng ta, những cái đồng tiền chúng ta dâng lên cho Chúa, những việc làm chúng ta làm cho Chúa, nó có phải là thức hương có mùi thơm không? Để Chúa thấy điều đó mà Chúa yêu thương chúng ta, Chúa không rủa xả đất để chúng ta cứ trồng trọt và nó cứ tốt, dầu chúng ta không xứng đáng để được hưởng những cái điều đó. Nhưng sở dĩ chúng ta xứng đáng là bởi vì cái tình yêu của Chúa làm cho chúng ta xứng đáng để hưởng được gì đó. Và Chúa phán rằng thể đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Con người đóng một vai trò quan trọng vào cái quyết định của Đức Chúa Trời đối với con người. Chúng ta cảm ơn Chúa về những cái khởi đầu của một cái thế giới sau cơn đại hồng thủy. Lần cái việc đầu tiên mà Noe làm là nhớ đến Đức Chúa Trời, biết ơn Ngài. Ước ao rằng trong đời sống của chúng ta, dù chúng ta chuẩn bị làm cái gì đi nữa, thì chúng ta cũng phải đặt cái tấm lòng biết ơn Chúa lên hàng đầu trong cuộc đời chúng ta. Tôi cam đoan với quý vị, những cái việc làm sau đó đều sẽ được đẹp lòng Chúa nếu chúng ta biết ơn Chúa. Còn nếu chúng ta quên cái ơn của Chúa đối với chúng ta thì chúng ta sẽ làm vì mình chứ không phải vì Chúa. Và chắc chắn cái kết quả nó sẽ không tốt. Ngay cả Đức Chúa Trời còn nói rằng ta cũng không có làm vậy nữa. Ta đã dựng nên con người, ta đã yêu thương con người, chẳng lẽ ta đã đi phá đất, ta làm cho đất nó hư rồi, con người sẽ không có trồng trọt được, rồi con người sẽ chết. Vậy thì ta nói ta yêu thương con người ở đâu? Mà chính Đức Chúa Trời cũng nghĩ thầm mà thôi, ta không có hành hạ đất nữa, ta không có rủa xả đất nữa. Tại vì cái bản chất của con người là nó đã xấu như vậy. Đến nỗi nó xấu mà nó không còn cách nào để chữa, ngoại trừ Chúa phải chết trên thập tự giá cho chúng ta. Từ ba tác động chính, Đức Chúa Trời ban phước cho Noe và truyền các quy tắc. Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Thưa quý vị, cái vấn đề sanh sản thêm nhiều và làm đầy dẫy trên mặt đất là cái điều đẹp lòng Chúa. Có ai mà mở ra một cái công ty mà không muốn nó phát triển không? Hả? Không ai làm vậy. Mở công ty rồi là công ty 1, rồi nó là công ty 2, rồi ra công ty 3, nó là công ty 4. CEO 1, rồi CEO 2, CEO 3, CEO 4. Nhưng mà cái mục đích nó là cái gì? Mới quan trọng. Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều. Tôi xin hỏi quý vị, các con ở trong gia đình của mình đó, ngày xưa ông bà mình nói nhà đông con là nó có phước hả cô ạ? Hả? Có phước không? Mà tôi nghe nhiều người nói mấy thằng này nó không hại, thế thì sanh ra ăn hại. Ăn hại là tại sao? Rồi tới chừng nó lớn lên, nó làm ăn nó khá giả rồi, nó bắt đầu đứa này giúp mình, đứa nọ giúp mình. Rồi lúc đó đếm tiền cũng khổ, nó khổ quá, đếm tiền nó mệt ghê luôn. Đã đi rồi. Thưa quý vị,
thật sự là con cái là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho mình, với điều kiện, với điều kiện là mình phải biết dạy dỗ nó. Nó sẽ trở thành những người tốt. Nếu chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời thì bởi cái tấm lòng mà chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời đó, các con của mình nó thấy cái tấm lòng đó và tự nhiên nó cũng biết ơn Đức Chúa Trời và nó biết ơn mình, đúng không? Chứ bây giờ mình là kẻ vô ơn mà kêu con mình nó là cái người biết ơn sao biết ơn được. Mình là người tối ngày đi đánh đá mà kêu con mình nó hòa thuận, nó lấy gì hòa thuận? Không thể nào mà cái gì có được, đúng không quý vị? Cho nên khi mà Noe làm cái việc đó thì Đức Chúa Trời nói rằng hey, bây giờ có ba đứa con mà ta thấy nó tốt vậy, bây giờ sanh sản thêm đi nha, sanh sản thêm. Và thưa quý vị, chúng ta ngày hôm nay là con cháu của những người này đó, Xem, Cham và Giafết đó. Chứ bây giờ kiếm con ai, kiếm thật là con cháu của ai dưới biển đâu có người cá, người gì chung lên đâu, đúng không? Bây giờ mình từ gia đình của Noe đi ra, Chúa ban phước. Và chẳng những Chúa ban phước cho con người mà Chúa ban phước cho những cái con vật mà Chúa đã dựng nên. Đây là cái điều mà chúng ta suy nghĩ mà bài giảng của chiều nay tôi muốn chúng ta thấy một cái điều này. Ở trong câu 3, câu 2 và câu 3, các loài vật ở trên đất, các loài chim trời và các vật hành động trên đất cùng các cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Hồi nãy trong giờ đầu cầu nguyện tôi hỏi quý vị, chứ giờ mặt ông siêu phước này có thấy ác không? Có thấy ghê không? Vậy mà sư tử nó thấy tôi là nó bỏ nó chạy đó. Vậy mà con gọt nó thấy tôi nó bỏ nó chạy trước. Nhưng mà giờ thấy có ác không? Không. Là tại sao tự nhiên cái con thú nó gặp con người là nó sợ? Ngoại trừ mình tấn công nó hay là gì đó, nó mới trả đũa nó tấn công mình. Cái con cọp, cái con beo, cái con sư tử nó còn không có tự động nó tấn công con người nữa. Mà mình biết nó là cái con dữ rồi thì tội gì dạy dột gì đi chơi nó. Mình đi chơi nó rồi nó tụi mình cũng bị cắt. Nhưng mà Chúa phó những cái con vật đó vào trong tay con người. Và những con vật nó thấy con người nó phải kinh khủng. Nó nghe cái tiếng động của cái hơi của con người đó là nó bỏ nó chạy trước rồi. Ngoại trừ khi chúng ta tấn công nó, dồn nó vào đường cùng thì nó mới tấn công lại chúng ta. Và một khi mà nó đã tấn công lại chúng ta thì người ta nói chỉ có trời đợi. Và một chi hành động được có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các người. Ở trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 29, khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, nếu quý vị có Kinh Thánh á, thì quý vị mở ra các con cái Chúa với đề tài Chúa theo dõi cái thờ phượng livestream này, chúng ta cũng có thể mở Kinh Thánh ra thì biết đấy là chân lý. Cái gì mà nói mà có lời của Đức Chúa Trời nó là chân lý. Đức Chúa Trời là phán rằng này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hợp một khắp mặt đất và các loài xanh cây quả có hột giống ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Như vậy khi Đức Chúa Trời dựng nên cái con người đầu tiên, một cái khởi đầu đầu tiên của con người, thức ăn của con người là cái gì? Là rau rác và cây cỏ, không có ăn một cái con nào hết. Con người chỉ có ăn cây cỏ. Cho nên sau này cái sách Nho học như người ta có nói là nhân chi sơ tánh cũng thiện, tài năng mấy cái thứ này nó thiện, đúng không? Nhân chi sơ tánh thiện, nó thiện tới mức độ là ca tên mới giết em mình là bên. Như vậy không phải nhờ ăn cây cỏ này mà nó thiện, không phải. Nhưng mà Đức Chúa Trời dựng nên con người trong vườn Eden là thiện. Nhưng mà từ khi con người chống Đức Chúa Trời, con người không còn thờ phượng Đức Chúa Trời, không còn vâng phục Đức Chúa Trời đó, thì nó sanh ra chiến tranh. Và đã nói chiến tranh thì không có thiện ở trong đó. Con người chiến tranh với con người là con người tìm cách để tiêu diệt con người. Và cái nước này chiến tranh với nước kia là cái nước này tìm cách để tiêu diệt cái nước kia. Và con cá này nó chiến đấu với con cá kia là con cá lớn sẽ nuốt con cá bé. Và đó là cái định luật tồn tại của loài người và một vật trên thế giới này. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là đầu tiên con người được dựng nên là ăn cây, ăn cỏ, ăn rau. Cho nên là tôi có rất là nhiều người bạn nói bây giờ tôi ăn chay trường, tôi ăn rau, ăn rác, tôi không ăn ba thịt cá này đâu, hỏi chi vậy?
để mình dưỡng cái tâm tánh, dưỡng cái tâm tánh để cho nó tốt. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi gặp những người bạn nó cũng hung dữ, cũng thế này nọ, tôi nói thấy ăn mấy cái đó mà sao tâm tánh cũng vậy vậy. Nó nói thì muốn lắm chứ nhưng mà nó không được. Như vậy thì có phải nhờ ăn rau rác mà tự nhiên mình hiền không? Nó nói chứ trời đã khác ở trong cái đoạn 8 này thưa quý vị. Vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Chứ không phải là vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa là tại vì nó ăn thịt ăn cá. Không phải. Bây giờ nó phải ăn rau nó mới tốt. Không, không phải. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta ăn chay đó cũng chưa hẳn là để cho cái tâm chúng ta tốt đâu. Nhưng mà khoa học chứng minh cho chúng ta biết chúng ta ăn rau nhiều, uống nước nhiều, ăn rau nhiều, cái body của chúng ta nó khỏe, nó không có những cái chất độc đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng ăn thịt ăn cá để cho nó có sức khỏe chứ, đúng không đó. Vì vậy mà tôi không hiểu mình không có mặt trong cái thời kỳ đó đó, mình không biết Đức Chúa Trời suy nghĩ như thế nào. Nhưng qua tới cái đoạn này là Chúa cho phép ăn những cái con đó, không phải ăn rau ăn cỏ đồng ruộng không nữa, mà Chúa phán rằng phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các người. Mình thấy không? Cho nên ngày xưa khi mà tôi đọc cái sách Thế Ký chương 1 câu 29, tôi nói ủa vậy ngày xưa Đức Chúa Trời cho mình ăn rau rác không sao hết. Rồi cái chuyện mà ăn con gà, con vịt, con heo, con bò này nọ đó, rồi nó có từ hồi nào? Thưa quý vị, có từ thời này. Một cái khởi đầu mới. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái vấn đề là cái tâm của mình hay là cái con người của mình nó có thiện nó ác, nó không có tùy thuộc vào đồ ăn. Chúng ta ăn mà chúng ta biết ơn Chúa đó thì chúng ta sẽ có cái tâm thiện. Có nghĩa là mình ăn cái món đồ đó mình biết ơn Chúa là mình sẽ suy nghĩ đến người khác không có những món ăn đó như mình. Chẳng hạn như quý vị đang ngồi một cái tiệm cơm tấm hay một cái tiệm phở vậy đi. Mình biết ơn Chúa, Chúa cho con có thể làm ra tiền để con có thể ăn những cái món này, những món ngon này. Nhưng mà xung quanh ở dưới mình, ở cạnh bên mình có những cái em bé đó, khi chúng ta vừa quăng một cục xương là nó súng nhau, nó giành giật lợi, nó lấy cục xương nó ăn. Ở tại Việt Nam chúng ta thấy cái việc nó thường đúng không? Bây giờ chúng ta bày tỏ cái tấm lòng biết ơn Thượng Đế bằng cách gì đây? Mà tôi đã có làm một điều một lần. Khi mà tôi về ăn như vậy đó thì cái ông chủ tiệm nó không thấy những đứa nó làm vậy thì nó làm xấu cái cảnh của tiệm đi, người ta không dám vô ăn nữa, đuổi những cái đứa bé nó ra như đuổi tà. Nhưng mà tôi nói anh ơi, còn mấy cái bàn đó đó anh đem ra cho đứa dĩa đi, mời tụi nó tới ngoài ăn. Ủa nó ăn ngon anh, nó ăn ngon hơn lúc nào bánh ăn, ngon hơn mình đang ăn nữa, nó ngon hơn mình đang ăn nữa. Chúng ta thấy không, khi mà Chúa cho mình cái tâm mà mình biết ơn Chúa đó, nó phải tạo ra cái hành động. Mà cái miệng mình nói mình biết ơn Chúa nhưng mà cái nó không tạo ra hành động, cứ mà cấu xé anh em. Ồ, biết ơn Chúa vô cùng quen không, mày cãi tao hả, mày chống tao hả, dứt thì sao đó biết ơn Chúa được. Ờ, con yêu Chúa lắm, con đang hầu Chúa, con yêu Chúa lắm. Mày cãi tao hả? Biết tao lại không? Một sư quản nhiệm. Thưa quý vị, chúng ta có thể muốn những cái điều mà chúng ta muốn làm nhưng mà chúng ta làm không được là tại vì nói thật, chúng ta không biết Đức Chúa Trời lại và chúng ta không biết ơn Chúa. Ngày hôm nay tôi làm được một sư quả nhiều cũng phải, không phải cuộc đời tôi khá hơn quý vị đâu. Nhưng mà vì tôi biết ơn Chúa và tôi muốn dâng cuộc đời để hầu việc Chúa, để đem những cái món ăn phục linh đến cho quý vị dọn ra để cho quý vị ăn, và tôi phải nín trước cái đó. Chứ không phải là tôi dọn cho quý vị ăn còn tôi nhịn đói đó. Không phải. Và nếu quý vị thấy tôi nhịn đói, quý vị thấy rõ ràng lắm, tại vì quý vị đời sống của quý vị lớn lên còn đời sống của thịt linh của tôi eo buộc, và tại vì tôi chỉ dọn cho quý vị ăn mà tôi quên ăn. Có đơn giản vậy thôi, phải không? Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời rất là công bằng.
Đức Chúa Trời đã thấy cái tấm lòng của Noe và Đức Chúa Trời ban phước cho gia đình của Noe, và bởi cái cuộc đời và gia đình của Noe đó mà Đức Chúa Trời ban phước cho loài người hậu tử về sau này, trong đó có tôi và quý vị. Và Chúa ban cho loài người thêm một cái mạng lệnh nữa: song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Trong những cái vật thực mà Đức Chúa Trời dựng nên cho chúng ta ăn đó, chúng ta phải sử dụng một cách đúng nghĩa. Và chúng ta không thể nào mang một cái suy nghĩ và một cái hành động tàn bạo đối với những con vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho chúng ta, vì nó đó là những cái bổn lộc mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì vậy mà người xưa cũng có câu là thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo khô canh. Có nghĩa là Đức Chúa Trời dựng nên con người, không lẽ Đức Chúa Trời để con người đó không có những cái bổn lộc để cho con người hưởng? Đức Chúa Trời đã dựng nên cây cỏ, không lẽ nó mọc ở trên không? Không phải có đất để cho nó mọc, đúng không? Và tôi dịch cái câu đó là cái người đó thì tôi giết người ta nói cái câu nho học ngày xưa đó là thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô canh. Sang năm 1975 mà tôi nhắc lại một chút xíu về cái 30 tháng 4 của từng rồi, cái câu đó người ta thì viết cái trên tường đó quý vị, là thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô canh. Rồi cái con em nó đã viết ở dưới cầu dưới nữa: trời xanh vô xanh cỏ, hết cỏ vô chết. Ai làm cho hết cỏ? Trời xanh cỏ mà con người đi gì cỏ thì vô chết. Không, con người tự làm nên cái điều đó. Thưa quý vị, ở trong những cái con vật mà Kinh Thánh đi lại cho chúng ta biết rằng các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu, là sao? Không nghĩa là chúng ta không có dám ăn huyết. Huyết trong thời kỳ của dân sự, cái thời kỳ sáng thế ký và Môi-se dẫn dân sự ra khỏi xứ Ai Cập đó, thì nếu mà những người đọc Kinh Thánh thì mới có thể hiểu được cái điều này. Là tại sao? Là tại vì dân Do Thái làm nô lệ cho xứ Ai Cập, mà ông vua Ai Cập đó bắt dân Do Thái làm nô lệ sướng quá mà làm mọi không công. Nhưng mà Đức Chúa Trời bảo một con người đó tên là Môi-se phải trở về để mà dẫn dân sự ra khỏi xứ Ai Cập, để đi về cái miền đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ, và bây giờ là xứ Do Thái đó, Israel đó. Nhưng mà Pharaoh là vua Ai Cập thời bây giờ, lúc mà 4 triệu người Do Thái mà ở đó mà làm mọi công công, thì tại sao mà ông vua Pharaoh cũng để mất được? Cho nên cũng nhất định không cho dân sự ra khỏi đó. Và Đức Chúa Trời đã thực hiện 10 cái tai vạ giáng ở trên dân Ai Cập. Và có nhiều người đọc một khúc, không đọc cái khúc trước, không đọc khúc giữa, chỉ đọc khúc đuôi, nói Đức Chúa Trời ác quá. Mà cái tai vạ thứ 10 đó là giết con đầu lòng, là tất cả những cái con trai đầu lòng ở trong xứ Ê-tô phải bị giết. Không khe là nó bao nhiêu tuổi, nó đang 70 tuổi mà nói là con trai đầu lòng trong gia đình thì nó phải bị giết. Riêng về dân sự của Chúa thì Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng dân sự của Chúa phải giết một con chim, rồi lấy máu của nó trét ở trên cái mài cửa. Và khi thiên sứ của Đức Chúa Trời đi ngang qua mà thấy trước cửa có một cái vệt máu của chim con thì biết rằng đây là dân sự của Chúa, mà thiên sứ đi ngang qua và không giết con trai đầu lòng. Và vì vượt qua cái cửa đó không giết con trai đầu lòng, cái lễ đó được gọi là lễ vượt qua. Và chứng tỏ cho mọi người biết được rằng cái nhà nào mà có huyết chim con bôi trên ngoài cửa là thuộc về Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em và tôi có huyết của Chúa Giêsu ứng chứng trong cuộc đời của mình là chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Và kể từ đó Đức Chúa Trời nói rằng vì huyết để cứu các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, và sau đó Đức Chúa Trời ra những cái mạng lệnh là khi con người phạm tội phải dùng huyết của chim con, phải dùng huyết của con sinh tế để mà làm của lễ thiêu, để mà chuộc cái tội của mình, thì lúc bấy giờ có một cái sự cấm là không được ăn huyết.
vì quyết để chuộc tội. Nhưng mà khi từ khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, quyết của Chúa Giêsu đã đổ ra, thì bây giờ con người ta không có dùng quyết của những cái con đó để mà làm của lễ chuộc tội nữa, vì chính quyết của Chúa Giêsu đã chuộc tội chúng ta. Cho nên chúng ta không có coi quyết cái con vật này, quyết cái con vật kia ngang hàng với quyết của Chúa Giêsu được. Chúng ta không có tôn trọng cái quyết của con đó ngang hàng với quyết của Chúa Giêsu nữa. Vì cái đó cho nên trong thời kỳ ân điển này, tất cả những cái thức ăn gì chúng ta ăn đều được tạ ơn Chúa rồi là ăn. Kinh Thánh có dạy vậy không? Miễn chúng ta tạ ơn Chúa rồi chúng ta ăn. Ngay cả khi quý vị đối diện với những cái gia đình bạn thân của quý vị mà quý vị đang gặp họ đang cúng kiến cái gì ở trong nhà đó, mà quý vị bất thình lình tới, quý vị không biết, quý vị chỉ lấy cái lương tâm thanh sạch ngồi ăn với họ và cầu nguyện nhận thức ăn để từ nơi Chúa rồi chúng ta ăn, cái điều đó nó có thể làm cho người ta có một cái thắc mắc và người ta biết được rằng mình có Chúa, chứ không phải mình thấy đó hơ rồi cúng tôi ăn đâu rồi nọ, cúng cái ma quỷ này nọ, người ta đánh mình chạy không kịp cái gì được, cái nó nói sao mà xui. Và chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta giúp được cho họ hiểu được những cái vật thực này do Đức Chúa Trời dựng nên. Khi chúng ta ăn, chúng ta phải tạ ơn Chúa. Nó khác với cái chỗ là nghe cái nhà anh đó có đám giỗ cái làm bộ tới thăm là ăn cá, hai cái đó nó khác nha. Mình xưa bước không có suối tới ăn giỗ nha. Nhưng mà quý vị tới thăm nhà người bạn mà lỡ họ có tiệc đó, quý vị phải lấy cái lương tâm thanh sạch cầu nguyện tạ ơn Chúa rồi ăn, nếu quý vị không còn cách gì để từ chối. Còn nếu quý vị có thể từ chối khéo, good, that's good, để sau này mình giải thích với người bạn, ồ xin lỗi anh, tôi tới tôi thăm nhân vật thình lình là tôi gặp một cái bữa ăn như vậy mà anh cảm thông là tại vì chúng tôi là những người tin Chúa, tôi rất là thương anh nhưng mà tôi không thể ăn được, tôi vẫn tới thăm anh được, tình cảm anh em mình không có gì mà phải bị sức mẻ nha. Còn nếu như mình thấy không từ chối được, quý vị ngồi ăn cầu nguyện tạ ơn Chúa rồi ăn với họ, không có sao, miễn là được mình cố tình mình tới mình ăn thôi. Cho nên thưa quý vị, trở lại cái vấn đề ăn quyết ngày hôm nay, có nhiều người suy nghĩ, họ hỏi tôi một sự bước không có ăn quyết không, tôi nói yes sir, ăn everyday không, no. Mà lạ lùng lắm, khi tôi ăn một cái tô bún bò Huế hay là một tô cháo quyết hay là cái gì mà tôi nhìn thấy cái quyết là tôi biết nó tươi hay là không, nó có tốt hay là không. Mình có thể ăn nhưng mà không phải mình cũng phải enjoy cái quyết đó, không phải vậy. Nhưng mà tôi muốn nói rằng tất cả những cái vật thực mà Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta đều có phép ăn. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà khi Chúa cho Phi-e-rơ thấy những cái vật, những cái con vật mà ô uế đối với dân Israel, mà Phi-e-rơ đã ở trên nhà, trên nóc nhà của người thuộc gia Simon ở tại thành phố Tel Aviv bây giờ của Do Thái mà ngày xưa là Gia-phô đó. Đó, Phi-e-rơ là người Do Thái, ông không bao giờ ăn những con vật ô uế, chẳng hạn như cái con heo mà móng rẻ đã không bao giờ ăn. Cái con cá catfish là người Do Thái không bao giờ ăn, tại nó không có giả. Đó, da trơn là không có ăn. Mà bây giờ Chúa cho Môi-se thấy, cho Phi-e-rơ thấy những cái con vật đó, rồi Chúa nói ăn đi. Phi-e-rơ nói ăn sao được ăn, không bao giờ ăn những con vật ô uế này. Nhưng mà có tiếng phán rằng ngươi cầm bằng dơ dái những vật mà Đức Chúa Trời đã làm cho nó tinh sạch. Làm sao để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời làm cho nó tinh sạch? Miễn là chúng ta cúi đầu xuống tạ ơn Chúa về vật thực này và chúng ta nhận từ Đức Chúa Trời chúng ta ăn, nó trở thành tinh sạch chúng ta ăn. Vì vậy mà nói trở lại giải thích cái câu này là không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có những người con gà cắt cái canh ở xuống, cái con gà còn nhảy gì bướng lên uống liền ăn liền cái chó đã. Cái đó là mình không có tôn trọng. Cái con gà là đương nhiên là mình phải cắt cổ mình làm thịt mình ăn, nhưng mà mình ăn với tấm lòng biết ơn Chúa làm ra con gà, dựng ra con gà này để làm một thực cho mình ăn, mình biết tạ ơn Chúa. Còn bây giờ mình bắt con gà mình hành hạ mình làm cho nó đã rồi ra làm thế nào đó rồi có quyết rồi mình enjoy quyết đó, và cái đó là cái tinh thần đó không có tốt, mình không biết ơn Chúa. Vì vậy mà Chúa ra một cái mạng lệnh là xong, còn các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu.
mà chúng ta thấy ở đây thậm chí là mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà Ngài vẫn dùng cái chữ là không nên, chứ không phải là must. Chúng ta thấy không? Nghĩa là Đức Chúa Trời còn có một cái con đường để cho chúng ta, lỡ như chúng ta làm như vậy, chúng ta còn có thể ăn năn, còn có thể hiểu được và quay trở lại. Chúa nói rằng cái luật nhân quả mà chúng ta thường nghe ở trên cái thế giới ngày hôm nay nó vẫn còn hiệu quả. Đừng có nói người theo Chúa mà không tin về nhân quả. Cái luật nhân quả có không? Có. Đức Chúa Trời khác này, hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại. Chúng ta lường cho anh em mình bực nào, anh em mình sẽ đông lại cho mình bực đó. Không sớm thì muộn, không chống thì chề, chúng ta sẽ nhận những cái điều đó. Vậy hãy gieo cái điều lành, hãy sống hòa bình với anh em để chúng ta nhận được sự bình an. Và chúng ta là con của Đức Chúa Trời, là con của sự hòa bình chứ không phải con của sự loạn lạc. Xin Chúa ban phước cho chúng ta một cái khởi đầu mới mà Đức Chúa Trời muốn đặt ở trong nhà nhà của Noe, là một cái cuộc đời kính sợ Chúa và biết yêu thương người. Và cái khởi đầu ở trong cuộc đời của những người trong hội thánh của Chúa là cũng kính sợ Chúa và biết yêu thương người. Và chỉ bởi điều đó thiên hạ sẽ nhận biết được chúng ta là môn đồ của Chúa, con cái của Chúa, không bởi một cái gì khác. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống ở trong những cái kết quả của cái khởi đầu mới, của một cái hướng đi mới mà bắt đầu từ gia đình của Noe, để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, để chúng ta sống mà có ích cho nhiều người xung quanh. Muốn thật hết lòng, xin mời quý vị đồng đứng lên chúng ta cùng. Chúng ta đọc lại cái câu gốc trong Sáng Thế Ký chương 8 câu 21 để chúng ta biết ơn Chúa. Ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm ta loài người vẫn xấu xa từ khi còn trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Cảm ơn Chúa. Lạy Chúa kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài về tình yêu vô cùng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã dành cho gia đình Noe và trải dài các con cháu của Noe là mỗi người chúng con. Bây giờ chúng con học lại được tổ phụ của chúng con, bởi vì đâu mà Đức Chúa Trời đã xin sự công bình cho Noe. Vì khi trải qua những cái cơn hoạn nạn, trải qua những cái ơn lành mà Chúa đã làm cho Noe, thì khi bước ra khỏi tàu của một cái thế giới mới, với một cái khởi đầu mới, điều đầu tiên mà Noe làm là biết ơn Chúa, nói lên lời cảm tạ Chúa bằng cách lập trên một cái bàn thờ và dân của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Và cũng bởi của lễ thiêu có mùi hương thơm từ cái tấm lòng của Noe đó mà Đức Chúa Trời cũng đã thay đổi một số ý định khi Đức Chúa Trời sửa phạt con người. Mà ngày hôm nay chúng con đã kinh nghiệm và hưởng được điều đó. Con xin Chúa Ngài cho chúng con hiểu qua lời của Chúa buổi chiều hôm nay, để chúng con sống mà mỗi đời sống chúng con là đền thờ của Chúa, mà mỗi đời sống của chúng con sẽ là một nhân chứng cho Chúa. Vì chúng con là con cái của Đức Chúa Trời, là con cái của sự yêu thương, chúng con phải yêu thương nhau. Và chỉ có một cái xích lồ đó, một cái dấu hiệu đó để người ta biết được chúng con là con cái của Chúa. Ngoài ra không có cái dấu hiệu nào khác. Cho nên xin Chúa cho chúng con hiểu được rằng ở trong một cái khởi đầu mới, chúng con phải làm gì, phải ăn cái gì, phải nói cái gì, phải sống như thế nào. Xin Chúa cho chúng con tra xét lời Chúa để chúng con biết mà sống đẹp lòng Chúa, biết để mà yêu thương anh em mình, vì anh em chúng con cũng như là những người mà Đức Chúa Trời yêu thương vậy. Chúng con cảm ơn Chúa. Rồi khi chúng con ăn những vật sống, chúng con cũng phải biết ơn Chúa để chúng con ăn những con vật đó mà chúng con biết ơn Ngài. Thế không phải vì những con vật đó hay là vì những cái rau cải mà làm cho chúng con có một cái tâm tánh tốt hơn, nhưng mà khi chúng con đặt mình vào trong sự cứu chuộc của Chúa, để Chúa Thánh Linh Ngài thay đổi cuộc đời của chúng con, để thay đổi cái tâm tánh của chúng con, thì chúng con sẽ không có còn ăn đường sống nói đường gió. Chúng con không còn thù hận với anh em mình, mà chúng con, tất cả những người anh em chúng con đều là những người thọ ơn Chúa. Và chúng con sẽ đồng thanh với nhau và thưa với Chúa rằng tất cả chúng con đều biết ơn Ngài. Và chúng con sẽ sống yêu thương nhau, hòa thuận nhau. Chúng con tạ ơn Chúa. Kính xin Chúa dạy chúng con để chúng con biết được chúng con phải sống như thế nào ở trong cái khởi đầu mới này.
để chúng con có ích cho công việc nhà Chúa, có ích cho đồng bào đồng loại của chúng con vậy. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ngài tiếp tục chữa lành cho bà Năm Larry Lori. Xin Chúa ngài rờ vào những cái vết thương đau của bà, ngài soi dịu những vết thương đau để bà được trỗi dậy mạnh lành để thờ phượng hồn Chúa. Xin Chúa nhớ các con cái Chúa đang đi Việt Nam, đi nơi xa, xin Chúa gìn giữ trong mọi sự bình an. Và tuần lễ mới này, xin Chúa ngài theo dõi những bước chân của con dân Chúa. Chúng con đi ra đi làm việc ở giữa một cái xã hội rất là khó khăn, đầy những cái sự cám dỗ và tội ác này. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và kính dân mỗi đời sống của chúng con ở trong sự ban phước dẫn dắt của Chúa. Và thành kính cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Xin ta đọc bài cầu nguyện chung, sau đó hát tôn vinh và tôi sẽ cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được đến ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con.